hiện tại là bằng khách của mình. Có một cái form mặt nó có chiều ngang hơi bị hạn chế, nó sẽ làm khuôn mặt hơi dài. Với những cái khuôn mặt chiều ngang nó hơi hẹp như thế này thì chúng ta nên để một cái lượng tóc tương đối nhiều một chút, tránh trường hợp đơ cao, phây cao ha. Nhưng mà trường hợp này mình vẫn phây cao nha, phây cao nhưng mà nó không có gọi là cao một cách là toàn diện, mình chỉ phây cao cái phần diện thôi. Nếu mà phây đứng dựng đứng lên thì cái chiều ngang nó sẽ bị hẹp lại. Thì mình nên để cái phần mái nó cúp xuống một chút để nó rút ngắn cái độ dài của khuôn mặt xuống. Và một cái vấn đề này nữa, cái này tùy theo cái nhu cầu của anh em nha, đó là với cái màu da nó cũng không có được sáng, tức là nó không tối nha, nhưng mà mình muốn cho nó sáng lên thì anh em cũng có thể nghĩ tới cái kiểu undercut. Tại vì khi cái phần mái undercut này được kéo lên thì khuôn mặt nó sẽ sáng lên, nhưng khi kéo lên thì khuôn mặt nó lại dài ra, thì mình nên để cái mái dài ha, mình để cái mái dài để nó cứng đối lại, không nên để cái mái ngắn quá, thì khi mình kéo lên thì cái khuôn mặt mình sẽ sáng ra một chút. Và mình có thể nhuộm một số cái màu như ví dụ như nâu tây này đó, những cái màu nâu có ánh sắc vàng để nó kéo cái màu da mình lên, nó sẽ lẫn được cái màu da. Stop. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it.